Thoát không khí hay đó bác, đi bơi bác mấy bữa trước bị lạnh đó bác. Cái xong cái lúc nào cũng phải choàn cái áo mưa vô khi mà lên khỏi mặt nước, choàn cái áo mưa vô rồi ngồi ngồi một lúc lâu để cho nó ấm người. Xong cái về học cái bữa hớp không khí ngồi cái quên không có mang áo mưa, thế là cái ngồi cứ hớp 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 mà mấy chục cái xong rồi thấy ấm rồi đứng dậy đi. Đúng rồi. Tại vì cái bài học mà hớp không khí chính là cái bài để lại ấm cơ thể. Cho nên nó là khi mà mình đi bơi á, thì ngoài cái việc khởi động ra thì người ta cố gắng làm sao là mình hút không khí cho thật nhiều. Lúc xuống nước cũng vậy, mới xuống lạnh lắm mà cứ bắt đầu cái học cái bài hớp không khí á, hớp hớp xong cái hồi ấm rồi xuống mới dám xuống được. Rồi không, nhưng mà bước xuống dưới cũng khoan lội, cũng tiếp tục còn hớp không khí ở dưới. Đó là áp dụng ngay cái bài bơi á, thấy quá. Hiệu quả vậy. Hốt đi anh em, chùm ga nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận